Vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Bộ Kinh tế Mexico Juan Carlos Baker đã đồng chủ trì kỳ họp thứ nhất Ủy ban Hỗn hợp Kinh tế Thương mại và Đầu tư. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết 9 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt 2 tỷ 209 triệu đô la Mỹ, trong đó Việt Nam xuất khẩu 1,8 tỷ đô la Mỹ. Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, năm 2016, Việt Nam đã tổ chức 5 chương trình hội chợ triển lãm tại Mexico. Về phía bạn cũng đã tổ chức 25 đoàn giao thương vào Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư trong bối cảnh hai nước đều là thành viên của TPP. Tại kỳ họp lần này, hai bên nhất trí đối thoại định kỳ về thương mại và đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại để hàng hóa nông lâm thủy sản của Việt Nam vào hệ thống phân phối của Mexico, tăng cường đào tạo đầu tư nông nghiệp công nghệ cao vào Việt Nam, đẩy mạnh xúc tiến thương mại thu hút các doanh nghiệp Mexico đầu tư sản xuất thiết bị y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học, v.v.